Năm mới đi ăn lòng đi à? Dạ. Năm mới xong, tầm này là ăn mắm tôm lại được rồi nhờ. Lần trước review quán lòng này chính là clip tụi mình được nhiều view nhất kênh luôn, gần 3 triệu view. Quay lại review thêm này. Em ơi, ra bàn chín nha. Đây là món gì đấy? À, đây là món sụn lưỡi nướng em ạ. Món này hiếm lắm, nói chung là một ngày chỉ có từ 5 đến 10 món, 5 đến 10 đĩa thôi. Bởi vì mỗi con lợn nó chỉ có một tí ở trên đầu thôi. Này ăn ngon lắm em ạ. Giòn thật sự luôn. Đây. Món hiếm thì phải thử đầu tiên nhỉ. Công nhận kết cấu thì giòn sần sật đấy. Gia vị tẩm ướp đã khá ổn nhưng vẫn có nước chấm riêng thêm nữa. Duyệt nha. Đây rồi, niêu lòng trần ú lòng ngon mà chỉ 200k trên mặt phố đấy, các bạn có thấy ưng không? Bát lòng này từng làm mưa làm gió và mang đến clip 3 triệu view đấy. Chẳng cần là lòng xay điếu, lòng ở đây trông đã rất ngon và sạch sẽ. Còn có bùn lá nữa chấm với lòng mắm tôm là hết sảy. Lòng thường không hề dai, ăn rất giòn mà cái chàng này còn giòn hơn bội phần. Yên tâm, lòng đóng quán chấp nhận một đổi một luôn nha. Muốn ăn lòng ngon nhưng không muốn ăn hết set lòng trần có thể thử ăn nộm đầu lòng. Nộm này chỉ chọn phần ngon nhất của lòng nên giòn sần sật luôn. Ăn kèm với xoài, cà rốt thái sợi và dừa vị cực kỳ vừa vặn, cảm giác rất là thanh thanh mát mát này. Ngoài ra ở đây còn rất nhiều món lòng được chế biến đa dạng khác nhau, ví dụ như lòng sóc muối Hồng Kông này, lòng sò dưa thì ăn nhiều rồi nhưng đừng quên ở đây còn có nõn đuôi sò dưa nữa nhé. Ai thích ăn có vị Trung Hoa thì ở đây có thập cẩm lắc tê cay, dạ dày lòng thịt giải đủ cả này, ớt tỏi đầy đặn nguyên miếng, vị cũng đậm đà sẵn nhưng vẫn có thêm nước chấm chuyên biệt nữa này. Đấy, update cho các bạn là mới có thêm hai loại nước sốt chấm này nha. Một món minh tin ở đến đây sẽ ít ai gọi nhưng nầm nướng nhất định phải thử. Nầm được thái dày miếng, kết cấu rất giòn, bên trong vẫn mềm mềm, kiểu độ chín của nó chuẩn tới luôn ý. Tim mê sự giòn rụm thì có thể thử món đuôi chiên giòn này. 150 cảnh một đĩa khá nhiều luôn mà mình thấy các món ở đây hầu như cũng chỉ tầm giá này thôi. Nhìn là thấy giòn như da heo quay đúng không? Nhớ ăn liền kèo ỉu nhá. Lần trước ăn lẩu cháo lòng rồi, nay thử lẩu lòng chua cay xem sao. No lắm rồi đấy nhưng ngửi mùi lẩu lòng từ dưới nhà bốc lên không thể cưỡng lại được. Mình không nhớ lắm nồi này 300-400 cảnh gì đó. Định lượng đủ 3 đến 4 người ăn bởi vì lòng, dạ dày hay tim bầu dục ở đây đều được thái rất to và dài. Nước lẩu dậy mùi chua cay nồng, tuy nhiên ban đầu hơi nhạt so với khẩu vị của mình. Lúc sau thả đồ rồi cho thêm một tí sa tế là vừa vặn lắm nè. Luôn ưng quán nha. Đầu năm đi ăn lòng để cả năm có một tấm lòng nhân ái nha mọi người.